Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với D-Review. Có thể nói là thị trường điện thoại smartphone hiện tại đang trở nên vô cùng phong phú về hiệu năng, thiết kế hay là đa dạng về khả năng chụp ảnh, dung lượng pin, nhưng chi phối tất cả vẫn là về mức giá. Ví dụ về bản thân mình đang khao khát được sử dụng một sản phẩm của Apple mới nhất, đó chính là chiếc iPhone X với mức giá hơn 20 triệu đồng. Nhưng chi phí hiện tại của mình vẫn chưa đủ để có thể sắm được dòng flagship của các thương hiệu tên tuổi. Chính vì vậy, nếu như chúng ta đang có nguồn kinh phí hạn chế hoặc do nhu cầu sử dụng dành cho các lứa tuổi học sinh, sinh viên, thì chiếc máy dưới 3 triệu sau đây theo mình vẫn có thể đáp ứng cho các bạn những nhu cầu sử dụng từ làm việc, học tập cho đến giải trí. Vậy với 3 triệu đồng trong tay, các bậc phụ huynh sẽ mua cho con em mình một chiếc máy gì để làm phần thưởng? Hay là các bạn sinh viên sau những giờ làm thêm vất vả sẽ mua cho mình chiếc máy nào để giải trí? Hãy cùng mình theo dõi top 4 chiếc điện thoại có mức giá dưới 3 triệu đồng đáng mua nhất tại Di động Thông minh trong video sau đây nhé. Trong danh sách này thì chúng ta sẽ có 4 chiếc máy. Đầu tiên sẽ là Meizu M6 Note, tiếp theo là Xiaomi Redmi S2 chuyên gia selfie. Chiếc thứ ba sẽ là Xiaomi Redmi Note 4X, chiến game mạnh nhất vào thời điểm năm ngoái. Và cuối cùng sẽ là Sharp 506SH, độ bền đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Điểm chung đầu tiên đó chính là về hiệu năng. Ngoài chiếc 506SH có con chip Snapdragon 820 của Qualcomm, thì ba sản phẩm còn lại đều được trang bị con chip S625 mạnh mẽ, đồng thời cũng được trang bị tính năng tiết kiệm pin. Các bạn có thể xem qua video chơi game trên 4 chiếc máy này để có thể thấy cụ thể hơn về cấu hình của 4 em này. Riêng chiếc 506SH sẽ có màn hình với tần số quét lên đến 120Hz nên sẽ cho trải nghiệm đã mắt hơn khi chơi game hay là xem video. Tóm lại là về hiệu năng thì các bạn hoàn toàn có thể chơi được các tựa game yêu cầu cấu hình không quá cao. Nhưng mình khuyên các bạn là nếu như mà chơi game liên quân thì nên để ở chế độ cấu hình trung bình thì chúng ta có thể chiến mượt và tốt hơn. Về camera thì nổi bật hơn về khoản selfie chắc chắn sẽ là chiếc Redmi S2 và Meizu M6 Note với số chấm lên đến 16 megapixel cùng các chế độ làm đẹp sẽ khiến các bạn sẽ có những bức ảnh selfie ưng ý nhất. Tiếp đến là hệ thống camera kép được đặt ở mặt sau cho hai chiếc máy này sẽ có được những bức ảnh xóa phông hay chụp ảnh ở nhiều chế độ cực kỳ chất. Và điều kỳ lạ là số chấm ở cả hai chiếc máy này đều rất tương đương, nhưng tuy nhiên thì nước ảnh ở trên chiếc Meizu M6 Note mình cảm nhận được độ mịn và màu sắc có phần chân thực hơn. Về kích thước màn hình thì chiếc Redmi S2 lại có kích thước lớn nhất, sau đó đến chiếc Redmi Note 4X, Meizu M6 Note với 5,5 inch và cuối cùng là Sharp 506SH với 5,3 inch. Về độ hiển thị thì như mình đã nói ở bên trên, chiếc Sharp 506SH sẽ ổn nhất với tần số quét lên đến 120Hz. Các máy còn lại hầu hết sẽ có độ phân giải đủ dùng cho các bạn hoàn toàn có thể sử dụng ở mức độ ổn định. Về dung lượng pin thì chiếc Redmi Note 4X sẽ có dung lượng lớn nhất với 4.100mAh và xếp ngay sau sẽ là Meizu M6 Note với 4.000mAh, còn hai chiếc máy còn lại sẽ có dung lượng là 3.000mAh. Cuối cùng là về thương hiệu, Sharp là hãng sản xuất điện tử nổi tiếng của Nhật Bản và nó dường như đã trở thành biểu tượng của dòng máy nồi đồng cối đá và độ bền thì luôn được đảm bảo, đạt được nhiều sự tin tưởng từ những fan công nghệ lâu nay. Meizu là hãng điện thoại phát triển đi lên từ việc sản xuất các sản phẩm máy nghe nhạc và đã có hơn 15 năm tuổi, cũng đã sở hữu khá nhiều dòng máy ấn tượng và mới nhất thì có lẽ phải kể đến bộ ba Meizu 15, chính là sản phẩm gây được tiếng vang và cũng là để kỷ niệm 15 năm thành lập của Meizu. Sở dĩ trong 4 chiếc smartphone này lại có 2 chiếc máy của nhà Xiaomi góp mặt là do chiến lược sản xuất của thương hiệu này hướng đến các phân khúc khách hàng rộng lớn, từ phân khúc giá rẻ đến phân khúc tầm trung với một hiệu năng thực sự đáng để hay là cả dòng flagship cũng rất đáng để trải nghiệm mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn trong những video sắp tới. Như vậy là mình đã khoanh vùng cho các bạn những điểm mạnh đến từ các thương hiệu có các mẫu máy giá rẻ. Nếu các bạn cần chiếc máy giá rẻ, hiệu năng đỉnh cao trong tầm giá hay những tính năng chụp ảnh selfie sống ảo thì hai chiếc máy của nhà Xiaomi là không thể bỏ qua, đó chính là Xiaomi Redmi S2 và Xiaomi Redmi Note 4X. Nếu bạn cần một chiếc máy hội tụ được nhiều tính năng thời thượng nhất hiện nay thì đừng bỏ qua Meizu M6 Note nhé. Đây là chiếc máy pin trâu thứ hai và chỉ sau Note 4X của Xiaomi mà thôi. Nếu bạn cần một chiếc máy có hiệu năng ổn, chụp ảnh chất và quan trọng là độ bền, trường tồn với thời gian thì Sharp 506SH sẽ là sự lựa chọn tốt nhất trong phân khúc dưới 3 triệu. Bạn cũng có thể tham khảo chiếc SHV34, mình sẽ để link sản phẩm ở phần mô tả video cùng với các dòng máy trên. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tối nay trên group Mõ Làng Công Nghệ để cùng nhau chém gió nhé. Bye bye!